Hello mọi người nha, mình là Hoàng Sang đây. Sau một năm mình không có cài tiền trò chơi nữa, mini game ấy, thì hôm nay mình đã chính thức rớt xuống top 9 luôn rồi. Nói ra thì hơi buồn nhưng mà không cài thì rớt thôi. Ngày này năm trước là mình được top 1 á, thứ ba ngày 2 tháng 8 2022. Lúc đó top 1 thì mình được hơn 10.000 điểm. Mình nhớ không lầm là mình được 10.600 điểm, cái mình ngưng luôn. Bây giờ là ngày 7 tháng 8 2023 và 11.000 điểm. Tính ra là hơn một năm mấy ngày rồi á, mình được có 400 điểm à. Bây giờ mà mình cài tiền lại không biết bằng ai không đây. Thử vào chơi trận đầu tiên của 11.000 điểm nha. Trong thời gian tới thì mình sẽ cài lại điểm trong tiệc trò chơi cùng với lại các câu đố nữa. Mọi người xem trả lời đúng ghi tên nhân vật để có cơ hội nhận được 16 thỏi vàng nha. Trong một trận thì sẽ có nhiều map, mình chỉ đố cho một map thôi, như vậy sẽ dễ cho mọi người đón, chứ mà khó quá thì mọi người đón cũng không được. Trận này map đầu tiên sẽ là đua xe tốc độ đường lộ. Cái map này thì mình sẽ auto nhảy ngoài mép dừa, lâu rồi mình không có chơi, không biết là nhảy có mượt hay không. Không lấy được top 1 chắc là quê lắm luôn á. Mình tính là không có cài lại đâu, chỉ làm clip vui vui thôi, nhưng mà mình đọc mấy comment kiểu như vậy nè: anh ơi cài lên top đi, anh cài đi ạ. Rồi có bạn vào nhắc mình là anh bị tuột top rồi kìa. Cái kiểu mình cũng tiếc ấy, cái xong rồi thôi để mình cài lại vậy. Tính ra cũng không có cài lâu rồi nhưng mà chơi lại vẫn còn mượt nha. Chơi bây giờ chắc là không ai nhận ra mình đâu. Mà kiểu đúng ngộ luôn á. Lúc mình top 1 thì vô chơi không ai nói gì hết á. Cái xong rồi khi mình rớt xuống top 4, top 5 á, lâu lâu mình vô mình chơi vài trận cái mấy bạn nhận ra mình. Cái nói anh top 4, top 5 thì cho chơi đúng không kìa. Buồn á. Mọi người xem mình chơi coi còn hay không nha. Chứ mình thấy là hết cứu rồi đó. Đó đó, mình không tính nói đâu nhưng mà kia nhìn kia. Anh top 8 đúng không? Trời ơi, nghe mà nó não lòng ghê luôn á.
Sau khi chơi trận này xong rồi thì mình thấy là kiểu lâu ngày không chơi cái tay nó kiểu đơ đơ sao á. Nhưng mà nhảy thì vẫn nhảy được. Kiểu trước đó mình chơi mười mấy ngàn trận rồi á, ít gì thì mình cũng quen. Và câu đố của mọi người trong clip lần này nè, đố mọi người trong cái map đua tốc độ may mình đã nhảy bao nhiêu lần. Mọi người trả lời xong thì nhớ để lại tên nhân vật nữa nha. Không thì mình cũng không biết ai với ai đâu. Nhớ là cho mình xin một cái nút đăng ký nữa á. Và bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip sau.